nghĩ hôm nay bớt được 30 cây trong ngày hôm qua. KPI hôm nay chỉ là 130 km thôi. Anh em đang đi tìm quán cháo lươn đặc sản Nghệ An để ăn sáng. Ngày hôm nay thảnh thơi một chút, được ăn sáng xong mới phải đạp xe. Đúng rồi. Cho 5 bát miếng lươn ạ. Đây được ăn đặc sản của Nghệ An đây rồi. Thơm quá. Tuyệt vời. Tạm biệt thành phố Vinh, anh em tôi lại tiếp tục xuôi về Hà Tĩnh này. Đang đi lên con cầu Bến Thủy. Ngày hôm nay anh em khởi hành muộn hơn so với dự kiến 1:30. Lý do là quần áo giặt chưa xong, chưa sấy được. Ngày hôm nay mới cảm nhận được là đi trên đường nó an lành hơn một chút, bớt xe hơn. Chứ ngày hôm qua ghê quá. Chuẩn bị đến Hồng Lĩnh. Trời ơi, con à. Lâu lắm mới thấy cò đậu trên lưng trâu mà mình đến nghe nó bay khỏi một đống kìa. Được cò lắm. Ta sang bên kia cánh đồng được ngắm trâu với cò à? Sang bên kia đường ấy. Anh em vẫn đang cẩn thận đếm từng cây số. Cảm giác đạp xe cung hôm nay từ Nghệ An về Hà Tĩnh rất là chill, khác hẳn với cả ngày hôm qua đạp lươn lớp. Mình chân nghỉ ngơi ở Hà Tĩnh. Trời mô xanh bằng trời căn lộc, trời ngay nhiều mây. Qua nhà bia Nghệ Tĩnh. Đây nhưng mà mình lại uống bia Hưng Phú Đa Huế. Bữa làm bia. Hôm nay gặp bác đồng đạp là mang cái chỉ đường như này, anh em đi một chỗ chill hơn. Nay dừng ở Hà Tĩnh cái quán cơm này vô cùng ngon đây này. Đây là ông chủ. Đằng sau này phải lốt ở đây là đằng sau đến ăn cơm. Lốt thì nấu rồi. Đây là bố mang lên đây. Vâng, cháu đặt từ Hà Nội. Rất còn vài ngày nữa. Tiếp tục thưởng thức đặc sản mưa biển Trung. Có phải mưa không? Ăn quả gió ngược đạp mệt chết mẹ luôn. Lên
nào chiến đấu với gió ngược luôn. Ê! Đang đi núp gió. Gió vừa dốc. Dốc hết. Từng đàn chim đang bay về tổ ấm, còn chúng tôi thì vẫn đang khóa xe. Đồng chí thấy anh là cũng thủng tâm lần hai. Đấy. Sau quả thủng xăm thì anh em lại trễ thêm 30 phút. Bây giờ 11 km nữa mới về đến kết thúc. Đường tiếp. Hôm nay đang đi qua con quái vật phong mô xa. Ngửi lạc mùi ô nhiễm luôn, kinh thật. Đi qua đây ngửi đã chết rồi. Anh em đang hành trình qua khu công nghiệp Phú Hoàng. Đây một cái khách sạn hoang sơ ở trên đỉnh đèo. Biển đây, trời ơi. Rồi đây khách sạn đây, trông nhà hoang này. Đến là tưởng bỏ hoang rồi, trời ơi, ở cái khách sạn này chắc tốn quá. Đây là khách sạn. Ra đây là một trải nghiệm khá thú vị. Giờ kiếm được cái nhà nghỉ ở chân đường ngang đây. View biển luôn nhưng mà tối quá không nhìn thấy. Cái khách sạn này là view biển luôn. Ôi trời là tối quá chả nhìn gì đây biển. Biển ngoài đây. Biển ngoài trước mặt đây này, sóng ngỗ gì rào luôn. Tối dưới chân đèo ngang là bắt đầu ngửi mùi hải sản rồi. Mày đến ngày thứ ba bắt đầu mê. Bắt đầu gốc. Nghe tiếng sóng biển mà đổ đến mùi hải sản. Hai hải sản đây. Hai anh em nhậu dưới chân đèo ngang nào. Chúc sức khỏe.